pop, go pop. Nào 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 nào. Trời ơi kìa, to thế. Một phút nha, trong vòng một phút. Vâng, Đức Mõm chơi rất thông minh. Anh ta bắt đầu vẽ mặt hai đối thủ, không hề đánh ánh mắt sang chỗ khác. Anh Gấu, nhìn đi, nhìn đi, nhìn cái cặp lông mày đi đi. Nào 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 nào. Vâng, bác Gấu bắt đầu thể hiện rồi. Rất căng thẳng. Hai bên đang mím môi thật chặt, giữ tâm trí mình thật lâu. Nhưng Đức Mõm có vẻ đang hơi dao động. Đang hơi dao động rồi. Bác Gấu vẫn không lúc này. Bác Gấu chơi chiến thuật tĩnh tâm. Nào, gần vào, gần vào, gần vào. Gần nhau nào. Trời ơi, Đức Mõm chơi thế này thì căng thẳng. Bác Gấu vẫn không hề lay động một chút nào cả. Đúng là ý chí thật là sắt đá. Trung đoàn trưởng của chúng ta đang tung ra những ánh nhìn đầu tiên. Đức Mõm